Văn Thanh xin chào tất cả bà con. Thì Văn Thanh sẽ đi vô trong cái hẻm này nè. Đi khoảng 50 mét thôi. Đó, ngay chỗ mấy người ta đang đứng đó bên tay trái. Đất nó nằm hướng nam nha, nhưng đất người ta đang gửi Văn Thanh tỷ 3. 9 mét x 22, đất thổ cư sổ hồng riêng. Đất mình hướng nam nha. 9 mét x 22. Đất thổ cư sổ hồng riêng. Hẻm này thì hẻm chắc cũng được khoảng 2 mét rưỡi á. Xe 4 chỗ chắc vô ok đó. Ở đây là đường Long Khê Phước Vân. Đường Long Khê Phước Vân nha. Ở đây là mình đi ra xã Long Khê, đi ra đường tỉnh lộ 835, khoảng chừng 3 cây số ra tỉnh lộ 835. Ngay ủy ban nhân dân xã Long Khê đó. Đường này đi ra khoảng 500 mét thôi là đi ra đường tỉnh lộ 835C, đi ra chợ Phước Vân. Văn Thanh đi vô để bà con mình coi. Đất này qua tên của chủ mới rồi nên bà con mình có thể. Đất này là đất thổ cư sổ hồng riêng nha. Đất thổ cư sổ hồng riêng 9 x 22, hướng nam, ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Học như này giảm hết luôn á, giảm đặc biệt hết luôn á. Đây nha bà con, lề lối hết rồi ha. Hai bên là nhà của người ta, hai bên là nhà của người ta nha. Đất của mình là tới cái mấy nhà bên đây đây. Người ta phân lô như vậy nè, đã phân xong mấy nhà người ta kế bên ta mua, ta lên rồi. Nhà người ta xây sao mình xây vậy nha. Đất này người ta phân lô hết rồi, những người nào mua thì người ta cũng đã xây nhà hết rồi. Đất thổ cư sổ hồng riêng nha bà con, 9 x 22, quay về hướng nam. Từ đây mà ra đường tỉnh lộ 835C 500 m, đi ra tỉnh lộ 835 3 cây số. Đi qua chợ Phước Vân khoảng 2 cây. Rồi bà con nào có nhu cầu thì alo cho Văn Thanh, số điện thoại là 078 666 8368. Rồi Văn Thanh xin chào tất cả bà con.